Thưa quý vị và các bạn, Hải quân Indonesia vào ngày 25 tháng 4 thông báo đã tìm thấy tàu ngầm KRI Nanggala 402 dưới đáy biển Bali, đồng thời xác nhận rằng toàn bộ 53 người trên tàu đã thiệt mạng. Sự ra đi của những người thủy thủ này đã trở thành một nỗi mất mát lớn cho tất cả những người thân và gia đình của họ. Mới đây thì một video quay lại hình ảnh của con trai của một thủy thủ cố níu chân bố trước lúc sự cố xảy ra đã được lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cậu bé đã có linh cảm khác thường về lần đi làm nhiệm vụ này của cha mình. Anh Inam Adi là một trong 53 vị thủy thủ trên chuyến tàu KRI Nanggala 402 thực hiện cuộc tập trận bắn ngư lôi trên biển. Một ngày như bao ngày khác, anh tạm biệt con trai mình trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Thế nhưng khác với mọi ngày, Aska, con trai của Adi, kiên quyết không cho bố đi, thậm chí còn đóng cửa nhốt bố mình lại. Khi anh Adi tiếp tục mở cửa, cậu bé lại đẩy bố vào trong, nhưng anh chỉ cười to và bảo, bố sắp muộn làm rồi. Sau khi bố đi mất, cậu bé đã khóc hết cả buổi sáng. Có lẽ chính cậu cũng không ngờ rằng đó cũng là lần cuối mình được gặp mặt cha. Video này được đăng tải trên mạng xã hội và thu hút gần 180.000 lượt xem. Đa số đều bày tỏ tiếc thương cho số phận của Adi cùng 52 đồng nghiệp khác, cũng như số phận của cậu bé Aska mồ côi bố. Lực lượng tìm kiếm Indonesia ngày 25 tháng 4 phát hiện xác tàu bị vỡ làm ba, nằm dưới đáy biển ngoài khơi Bali ở độ sâu 838m. Cách điểm lặn cuối cùng khoảng 1,4 km. Giới chức chưa đưa ra lý giải chính xác về nguyên nhân sự cố, nhưng cho rằng tàu ngầm có thể đã bị mất điện, khiến thủy thủ đoàn không thể đưa tàu nổi lên. KRI Nanggala nặng 1.395 tấn, được đóng tại Đức vào năm 1977 và gia nhập hạm đội của Indonesia năm 1981. Nó đã trải qua quá trình sửa chữa 2 năm tại Hàn Quốc và hoàn tất vào năm 2012. Trong bài phát biểu trước cả nước vào ngày 25 tháng 4, thì Tổng thống Indonesia Widodo đã gửi lời chia buồn tới 53 gia đình của 53 người thiệt mạng trong tai nạn tàu ngầm KRI Nanggala 402, gọi thảm kịch này là cú sốc cho cả đất nước. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho hay, thảm kịch này không chỉ khiến gia đình của 53 thủy thủ đoàn và hải quân, mà còn toàn bộ người dân Indonesia bị sốc. Toàn thể nhân dân Indonesia bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về thảm kịch, đặc biệt là với gia đình các thủy thủ. Tổng thống Widodo cũng cho hay, chính phủ Indonesia sẽ chi trả cho việc giáo dục con cái của các thủy thủ gặp nạn. Trước đó, chỉ huy trưởng của hạm đội Indonesia, Đô đốc Yudo Manggono cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy trên mặt nước các chi tiết của thiết bị bảo dưỡng ống phóng ngư lôi, một lon chất bôi trơn dành cho kính tiềm vọng, các mảnh vỡ từ bọt biển chịu lửa, những tấm thảm cầu nguyện của người Hồi giáo và mảnh vỏ ngoài của hệ thống làm mát. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể hay mảnh đồng phục của các thủy thủ tàu ngầm. Giới chức Indonesia chưa đưa ra lý giải chính xác về nguyên nhân sự cố, nhưng cho rằng tàu ngầm có thể bị mất điện, khiến thủy thủ đoàn không thể đưa tàu nổi lên. Tư lệnh quân đội Indonesia cho biết, không có vụ nổ nào xảy ra trong quá trình tàu chìm do thân tàu nứt dần ở một số khu vực thay vì toàn bộ phần vỏ bị nước biển ép vỡ. Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Manggono đã loại trừ lỗi con người và cho rằng các quy trình chính xác đã được thực hiện khi tàu ngầm lặn. Trước những nỗ lực trục vớt tàu KRI Nanggala 402 của Indonesia, thì nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Australia, Malaysia và Singapore đã điều động nguồn lực để hỗ trợ công tác trục vớt. Ngoài ra, các nước như Đức, Pháp, Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc cũng đưa ra lời đề nghị được hỗ trợ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, theo yêu cầu của chính phủ Indonesia, Mỹ đã triển khai lực lượng đổ bộ hàng không để hỗ trợ tìm kiếm 53 thủy thủ mất tích trên tàu ngầm KRI Nanggala 402. Ông Kirby cho hay, Bộ Quốc phòng Mỹ vô cùng đau buồn trước thông tin tàu ngầm của Indonesia đã mất tích vào ngày 21 tháng 4 tại vùng biển phía bắc đảo Bali trong lúc tham gia cuộc tập trận phóng ngư lôi. Theo yêu cầu của chính phủ Indonesia, chúng tôi sẽ điều lực lượng không vận bao gồm một chiếc máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon của Hải quân để hỗ trợ tìm kiếm chiếc tàu ngầm mất tích. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia để đề nghị hỗ trợ thêm chính phủ Indonesia nếu cần. Indonesia là một đối tác chiến lược của Mỹ. Tất cả chúng tôi đều vô cùng đau buồn khi xem các báo cáo về tàu ngầm gặp nạn. Chúng tôi cầu nguyện cho các thủy thủ Indonesia, Hải quân Indonesia và tất cả gia đình của họ. And our thoughts and our prayers are with the Indonesian sailors.
máy bay tuần thám P-8A Poseidon của Mỹ đã đến Indonesia vào cuối ngày 23 tháng 4 để tham gia chiến dịch tìm kiếm. P-8A Poseidon là máy bay săn ngầm mới nhất trong biên chế Hải quân Mỹ, được thiết kế dựa trên khung thân phi cơ chở khách Boeing 737. Nó được trang bị nhiều cảm biến hiện đại để phát hiện dấu hiệu tàu ngầm, cũng như có thời gian hoạt động dài và tầm bay lớn. Ông Ahmad Riyad, phát ngôn viên quân đội Indonesia cho biết, cuộc tìm kiếm đang tập trung quanh khu vực cách bãi biển Selukan Bawang trên đảo Bali khoảng 40 km về phía bắc, dựa trên vệt dầu loang và vật thể có từ tính cao, trôi nổi ở độ sâu 50-100m được ghi nhận trước đó. Trong khi đó, Malaysia và Singapore đã triển khai các tàu và thủy thủ đoàn để hỗ trợ tìm kiếm. Tàu cứu hộ Megapakti của Malaysia đã rời cảng vào ngày 22 tháng 4 và dự kiến đến địa điểm tàu ngầm Indonesia mất tích vào chiều ngày 26 tháng 4. Megapakti nặng 1.960 tấn là một tàu cứu hộ tàu ngầm do Hải quân Hoàng gia Malaysia điều hành. Megapakti được trang bị các thiết bị hiện đại nhằm hỗ trợ cho việc tìm kiếm và cứu nạn, bao gồm phương tiện điều khiển từ xa ROV, là phương tiện mà bản thân người điều khiển không có ở bên trong, và được điều khiển bằng cách sử dụng cáp kết nối với tàu Megapakti. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho biết, nước này cũng đã triển khai một tàu cứu hộ tàu ngầm để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm. Tàu cứu hộ mang tên Swift của Singapore đã rời cảng vào ngày 21 tháng 4. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của các nước láng giềng, bao gồm tàu cứu hộ Swift của Singapore. Con tàu này là tàu cứu hộ tàu ngầm gặp sự cố dưới nước. Tàu Swift tới hiện trường vào ngày 24 tháng 4. Ngoài ra còn có tàu cứu hộ Megapakti của Malaysia, dự kiến sẽ tới vào ngày 26 tháng 4. Trong một phát biểu vào ngày 22 tháng 4, Ngoại trưởng Australia Marie Spaney cho biết, chính phủ và quân đội nước này sẽ cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào có thể nhằm giúp Indonesia và hải quân nước này tìm kiếm chiếc tàu ngầm mất tích cùng 53 thủy thủ trên đoàn tàu. Australia đã liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Prabowo, và cho biết rằng chúng tôi sẽ cung cấp bất cứ sự hỗ trợ nào mà chúng tôi có thể. Việc tìm kiếm và cứu hộ tàu ngầm rất phức tạp, nhưng chúng tôi cam kết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Bộ Quốc phòng Australia cho biết hai tàu chiến HMAS Ballarat và HMAS Sirius của Australia đã được điều động để tham gia tìm kiếm. Con tàu HMAS Sirius đang ở ngoài khơi bờ biển Brunei và dự kiến sẽ đến khu vực tìm kiếm từ ngày 26 tháng 4 để tham gia hoạt động bổ sung nhiên liệu, nước và kho dự trữ trên các tàu khác. Cuộc săn lùng con tàu KRI Nangkala 402 diễn ra với lực lượng hùng hậu hơn 20 tàu chiến cùng nhiều máy bay, tàu lặn, lùng sục một vùng biển có diện tích 34 km2. Hiện tại, chiến dịch đã được chuyển từ giai đoạn tìm kiếm tàu ngầm mất tích sang giai đoạn tàu ngầm chìm sau khi một số mảnh vỡ được tìm thấy. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now vào ngày 26 tháng 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.